lần đầu tiên trên Game TV. Bốn chàng trai lên đường cùng cuộc hành trình khó tin của mình mang tên Bản Danh Sách 100. Những niềm vui, những đợt nước mắt của họ sẽ hứa hẹn vô số trải nghiệm thú vị. Còn bạn thì sao? Hãy gửi cho chúng tôi bản danh sách những điều bạn muốn làm đến Facebook Game TV và cùng đón xem Bản Danh Sách 100 được phát sóng vào thứ hai lúc 20:45 ngày 11 tháng 11 trên Game TV.